Buổi sáng mình đang lễ Phật, ngước mặt lên nhìn Phật, trong lòng mình phát nguyện, đời này con phải về thế giới cực lạc. Cái tâm mỗi người mình đều, lúc nào mình niệm Phật lễ Phật mình cũng phải có cái tâm đó. Nên dù cho trở ngại khó khăn gì, con cũng phải về thế giới cực lạc theo Phật A Di Đà. Nên tất cả những việc thế gian không việc gì lớn bằng việc con niệm Phật phát nguyện sanh cực lạc. Cái tâm đó vậy, phát ra gì thì nhớ là mình về thế giới cực lạc á, chúng ta mới có đủ khả năng để giúp tất cả những người thuận với chúng ta hay nghịch với chúng ta. Nên tất cả những việc hơn thua đấu đá trong cuộc đời, chúng ta hãy tạm gác lại qua một bên đi. Khi mình cũng đủ biện luận ấy, mình cũng đủ khả năng để mà bàn cãi chứ không ai không có đâu. Nhưng mà chúng ta thấy rằng không cần thiết gì, cái thọ mạng ở cõi đời này của chúng ta nó quá ngắn hạn. Nếu bỏ qua thời gian đó thì mình không có thời gian. Tại vì mình nghĩ ba buổi cơm nó cũng không có gì quá quan trọng, hàng ngày thấy cũng bình thường. Nên thôi, mình dành cái thời gian niệm Phật sanh cực lạc. Còn nếu như mình đặt vấn đề mà ba buổi cơm quá quan trọng thì mình phải đi hơn thua đấu đá nhau đủ chuyện. Bỏ qua thời gian đó thấy nó uổng cho cái thời gian mà mình ở cõi đời này ít. Ít quý vị, nó ngắn quý vị công nhận không? Nó mình nghĩ một ngày của mình mà nói mà tu 5-6 thời mà gom lại mình thấy được bao nhiêu tiếng đâu. Nó thấy không? Từ nơi đó mà cái thời gian tu mình ít quý vị ơi. Nên bất cứ lúc nào mà vừa nhắc tới chuyện nhớ Phật niệm Phật thôi, niệm liền, niệm liền cái miệng nhép nhép liền, biết không? Không nó. Nên từ nơi đó quý vị thấy mà buổi sáng mà khi mình lên mình tu này, mình đang niệm Phật lễ Phật mà có những người mình đang niệm cái gì? Tại vì sao? Tâm ngủ mất tiêu. Có những người mình gì đó nghe, những người mình thì tỉnh, nhưng có những người mình đang niệm Phật cái tâm ngủ. Niệm mà có khi mà nằm xuống mà ngủ hết giấc. Một giấc là một niệm quý vị, một niệm ngủ chứ không phải chuyện giỡn đâu. Không phải là nó không có đâu nghe. Nên từ nơi đó mà mình phải dành cái thời gian niệm Phật thêm, mót thêm, không được giải đãi. Quý vị nghĩ bây giờ nè, mình ăn ít một chút, mình ngủ ít một chút, nhưng mà khi cuối cuộc đời mình nó nhẹ nhàng một chút cho mình. Còn bây giờ sáng nay ngủ ngon quá thôi ngủ luôn, thì vì coi cái cặn tử nghiệp mình nó mê mờ, bây giờ nằm đơ đó, bây giờ đúng là khổ cho mình không? Bây giờ mình bớt lại một chút thời gian, mình dành thêm thời gian để niệm Phật, để nó phá bớt đi cái vô minh mê mờ của mình bớt đi. Quý vị nhớ nghe, khi mà vô minh mê mờ của mình bớt đi là ngã mạn bớt đi, hơn thua bớt đi, đấu đá bớt đi, tranh giành bớt đi, đố kỵ bớt đi, phiền não bớt đi, ngu si bớt đi. Nên nó bớt những cái thứ đó là quý vị biết nó an lạc tuyệt vời với mình cỡ nào chưa? Nên những đức thấy mà những người mà những đức biết đa phần những người cười nhiều không? Giống như quý vị có cái cục cười kế bên chứ nó không phải ở xa quá. Tại quý vị thường cười á thì cái cục cười nó phát triển gần kế bên mình luôn. Giống như thí dụ như cục cười mình ở dưới bàn chân đi, mà từ đây mà nó chạy lên tới cần cổ mình là câu chuyện nó qua mất tiêu. Thí dụ như người ta chọc mình cười mà mình suy nghĩ cái chuyện này cần cười hay không, thì người ta hết cười tới mình cười, thì cuối cùng mình là kẻ cô đơn một mình cười, thấy không? Còn nếu như cục cười mình mà nó tới đây lúc nào nó cũng nằm đây nè, à, người ta chỉ cần kích nhẹ thôi là mình kích nhẹ thôi là cười, kích nhẹ là cười, thấy không? Giống như nhìn cái gương mặt là thấy mắc cười, thấy không? Mấy vị biết nghe, lúc mình đang buồn ngủ nghe quý vị mà quý vị mà nghe cái chuyện gì mắc cười là bị
hết buồn ngủ. Quý vị để ý phải không? Thì quý vị biết cái nụ cười là năng lượng, mà ngủ là hao năng lượng. Nghĩa là khi mình ngủ là hao năng lượng, giống như đèn mà nó cúp điện thì nó tắt. Thì con người ngủ là nó hết năng lượng quý vị. Mà con người mà thường nó tỉnh ít ngủ là đầy năng lượng. Đó. Nên khi mà mình mà cười lên cái là tức khắc mình đỡ buồn ngủ. Để ý đi, khi quý vị để ý mà lúc mà mình mà buồn ngủ không chậm nha, mình ngồi mình niệm Phật mà mình buồn ngủ đi, cái môi bị xanh lè. Để ý đi, môi xanh. Từ khi mấy cái mấy bà tha son thì nó không biết xanh hay gì, không biết. Cái chuyện này không biết tại vì tha son xong môi rồi chịu thua. Chứ nếu mà cái môi bình thường khi mà quý vị mà buồn ngủ hoặc buồn nha, buồn ngủ và buồn là môi xanh. Môi xanh liền. Để ý đi, người xanh sao vàng giọt, hao năng lượng mà. Mà khi bị vui lên tự nhiên môi hồng lên liền, mặt hồng lên liền. Nó nên người ta không tu thôi mà người ta thấy cái người nào đó vui vẻ, tung tăng vui vẻ là người ta hỏi: ủa anh ba, hôm nay bộ nhà có chuyện gì vui sao thấy anh hứng hở dữ anh ba? Cái anh ba nói: hôm nay heo nái nhà mới đẻ 12 con, mừng quá. Đúng không? Thí dụ đi, nó chơi vui quê mà mấy vị. Người ta nuôi heo, nuôi gà đâu mà đẻ được sai, người ta mừng lắm vậy đâu. Hớn hở vui vẻ. Nó vậy giờ ta gặp ta thấy vui, ta nói chuyện nhà có chuyện vui gì hả? Còn tự nhiên đi ngang thấy như này anh hai mặt buồn. Ủa anh ba, anh hai, bữa nay nhà anh hai có chuyện gì không vui xảy ra sao mà thấy nay anh buồn quá anh hai? Thấy chưa? Nó cái người niệm Phật mình mới thường vui lại bị biết rằng là lúc nào cũng năng lượng tràn trề. Đó, mà nhất là buổi sáng sớm. Cái sáng sớm này nó quan trọng. Bởi cái sáng sớm mà ngủ là uổng lắm, thật sự. Tại cái buổi sáng sớm là cái buổi khởi đầu của một ngày, rồi nó cũng khởi đầu cho một đời. Công nhận quý vị, cái khởi đầu của một ngày là nó khởi đầu của một đời đó quý vị, quý vị. Chứ nó không bắt đầu của một ngày sao có một đời. Nếu mà cái khởi đầu nào của một ngày buổi sáng cũng cười thì quý vị là một đời vui. Mà một đời vui an lạc thì quý vị sanh cực lạc là chắc chắn, không chạy đâu thoát. Hiểu chưa? Nên từ nó đó mà cái đạo tràng trên không chung của mình, đạo tràng này đạo tràng số 1. Cái đạo tràng này là đạo tràng tích năng lượng. Cái đạo tràng giải tỏa nỗi buồn mỗi sáng mai thức dậy. Đó, buồn ngủ á. Mỗi sáng mai thức dậy buồn ngủ, lo âu bận tâm, sáng nó tích năng lượng rồi bắt đầu nó nghe nói chuyện gì nó vui trong lòng. Quý vị biết, quý vị mà vui trong lòng thì bị ra bị nấu cơm, nấu mì, nấu phở, chuẩn bị đồ ăn, cái gì nó cũng đặc biệt hết chứ. Tại vì bị tung tăng, bị vui á. Còn nếu như mà bị ngủ luôn tới giờ nấu cơm bước ra, cháo đâu, cháo đâu, mồi lửa. Thì biết có khi mà mình mê ngủ, mình mồi lửa, có khi mình quẹt, không quẹt lên, ví dụ mình mồi có khi đốt vô tay luôn. Bách trận gì, kỳ cục. Nó phải chuyện giỡn đâu nghe. Người mà nó đã buồn ngủ rồi, nó làm cái gì nó cũng mưa, cầm gì cũng rớt, đi té. Bằng áo trái. Hiểu không? Cái buồn ngủ quý vị, buồn ngủ khi vô nhà vệ sinh mà thay đồ mà cuối cùng bằng quần trái đi ra. Ta sao kỳ cục. Buồn ngủ quá quý vị, nó buồn ngủ là nó mê mà. Hiểu không? Nên sáng á, mà cười gì cái mặt tươi tươi gì nữa nghe, một chút ra có thấy cái gì cũng đẹp. Một chút quý ba bị nhìn, ồ đẹp quá. Ôi. Hôm nay sao hoàn cảnh đặc biệt quá. Ôi dung dai một cái. Thoải mái quá, nó tự tại, cái tâm nó thoải mái quý vị à. Nó một nụ cười 10 tháng thuốc bổ mà. Nên quý vị biết rằng cái lúc mà mình tu tập mà cái tâm nó an lạc, mình hướng đến Phật A Di Đà, đời này con phải về thế giới cực lạc, tất cả những việc hơn thua đấu đá trong cuộc đời con đem để qua một bên, con về cực lạc xong con lỡ con trở về đây, con cứu giúp cho những người thuận nghịch với con trong cuộc đời này, thấy không? Thì tự nhiên mình gác qua một bên hết quý vị, gác qua một bên cái chuyện hơn thua đấu đá. Còn nếu như mà mình mà không nghe đạo, không tin nhân quả đó nghe quý vị, ai chỉ cần nói chạm tự ái mình thôi cả đêm ngủ được. Chạm tự ái một cái thôi là cả đêm mình cứ dằn vặt cái câu nói đó. Tại sao mình gì mà nó dám nói mình như vậy? Không phải cái đơn giản đó quý vị, mình như vậy mà mặt mình gì mà nó dám nói mình? Mình cũng quay phong lẫm liệt mà nó dám nói mình. Mình đâu có ngu nó đâu mà chịu thua, thấy không? Cả đêm cái lời nó quay lại, quay lại, quay lại.
quay lại. Ví dụ vợ chồng sống với nhau đi, mình hết lòng hết dạ sanh con đẻ cái, nuôi lo cho gia đình, làm quá cực lực, vì mà ông nỡ là ông chửi mình. Mày là con nhỏ cái mặt khó ưa, chửi một câu thôi tự nhiên mình nằm mình khóc suốt luôn, mình tủi than mình đi vậy, cực khổ như vậy mà bây giờ còn bị chửi nó tủi than. Thấy chưa, có không? Nó cho mày không có đâu quý vị. Một câu đó mà ông nói mình á, là mình tủi than á, mà tủi than á, thì nó ám ức cái trong tâm mình, có khi mà nó nằm đó mà nó mắc cục suốt luôn. Ấm ức mà quý vị, ấm ức ức mà ức ức chế, biết không? Mà cái này mà không nhờ Phật pháp mà nó giải tỏa ra, có khi con người nó đi đến tự tử. Con người ta tự tử là do cái ức chế, vì nó đi đến nó dẫn dắt mình. Tôi như vậy mà ông nói tôi như vậy, tôi sống trong cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa? Tôi chết cho ông vừa bụng không? Cái ghê ghê không? Chết cho ta vừa bụng thì kinh khủng quý vị. Có nghĩa là mình mà không nghe đạo, nó không giải tỏa được nha. Một cái việc nhỏ nó dẫn dắt mình đi đến tự tử chết. Nên bây giờ tất cả những việc hơn thua, buồn chán gì trong cuộc đời, để qua một bên đi. Để qua một bên đi. Rồi bản thân của mình lo niệm Phật, phải về cực lạc trước đi. Coi cái cực lạc vui sao. Ta bà thì mình biết nó khổ rồi, bây giờ mình muốn về cực lạc, coi cực lạc nó vui sao. Quý vị coi các bậc tổ sư mà như ngày Hư Văn, ngày tu, bậc cao tăng mà nó quýnh còn hơn cái gì nữa, quýnh mình mất mà sức hồn, lên cung trời đau sức luôn. Gặp Di Lặc Bồ Tát đảnh lễ, khổ quá ngài ơi, con ở cõi ta bà quýnh đập con kinh khủng quá, thôi ngài cho con về đây đi. Di Lặc Bồ Tát nói chưa con, số mệnh của con chưa xong, nghiệp duyên trả chưa rồi, con trở về tiếp tục nữa đi con. Còn khi xong cái nhiệm vụ ở cõi ta bà thì lúc đó ta đến rước con về cung chờ đau sức. Ngày Hư Văn ngày sinh lên cung chờ đau sức đó quý vị. Nên từ nơi đó mà vất vả đánh đập kinh khủng lắm, bậc cao tăng đó nghe quý vị, có lịch sử coi ai mà không bị hành hạ đánh đập, bao nhiêu sự khảo đảo. Nên từ nơi đó mình tu hành mà quý vị, bị chửi vài câu nó như gió thổi mây bay thôi, giết rồi nó rèn mình một cái tâm kiên định. Hay lắm nghe quý vị, mình bị chửi với con người kiên định lắm nghe quý vị. Nhất là con người mà chưa từng bị chửi, mình chẳng bị chửi một cái là mình bị tổn thương. Tổn thương. Còn mình bị chửi nhiều quá rồi, mình đâu có còn tổn thương, tổn thất gì nữa. Mình bị chửi nhiều quá nó quen quý vị. Đúng rõ ràng cũng hay ghê. Mình bị chửi nhiều quá rồi, giết như mặt chai mày đá, không có còn ảnh hưởng cái gì nữa. Con người mình vậy, mình thí dụ như người ta nghe gì ta nói đúng là mặt ông mặt chai, đúng rồi, mặt tôi mặt chai nên tôi không có còn bị sự ảnh hưởng cái gì qua cái lời mắng chửi nữa chứ. Đúng là hay, còn mặt ông rất mỏng nên cuối cùng ta đụng nhẹ cái thôi kích động ông liền, ông đau đớn, ông khổ đau, còn hơn là cái mặt chai này chửi cái nào chửi cũng ăn thua gì nữa, chỉ có mục tiêu sanh cực lạc, ai hơn ai. Coi ngồi suy nghĩ đi. Đúng quý vị? Người ta nói mình mặt chai, mình nói à, mặt tôi chai lắm rồi. Đúng không? Thì xong chuyện rồi. Nhưng người ta nói mình mặt chai, mình nói gì? Mày nói tao gì? Mặt tao gì mà chai? Mình cử lại. Thế kia. Mình cứ chấp nhận chai rồi. Mục tiêu tôi là sanh cực lạc nên chai rồi. Những lời chửi mắng nó chéo 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 chéo. Biết không? Nên từ đó quý vị biết rằng nếu mà mình rèn được gì thì quá tuyệt vời rồi quý vị. Trong đạo Phật thì Đức Phật thì gọi là chữ nhẫn. Chúng ta kho dùng văn tự, lướt văn tự, trở thành những con người bình thường phàm phu, chúng ta nói mặt mình chai rồi. Nhưng thật sự gọi là nhẫn, có thể chịu được những lời chửi mắng là vì mình có mục tiêu. Vì có mình một có mục tiêu rất rõ ràng. Quý vị biết rằng cái thế gian pháp thôi, người ta muốn cắt một cái nhà cho vợ con ta ở, ta mà ta chạy xích lô mà ta ho ra máu, ho máu sặc sặc sặc, mà lúc cái ho ra máu đó trong lòng nghĩ gì nè, mình phải cố gắng để có tiền, mình sẽ cắt một căn nhà, vợ mình sẽ được ở trong căn nhà đàng hoàng, con mình sẽ có một căn nhà đàng hoàng,
mình có tiền mình mua cho con mình một chiếc xe đạp cho nó đi học, hay một chiếc xe đạp điện gì con mình ăn, ham chiếc xe đó. Mình sẽ mua cho con mình một bộ đồ, dù là cha mẹ nghèo vậy đó, nhưng khi mua cho con được một món đồ gì cho con, thấy con mình bận bộ đồ lên chạy chiếc xe, người cha người mẹ nhìn theo đứa con tên nào phước bóng, lòng của cha mẹ vui sướng khi đã cực khổ mà hình thành được cho con của mình như vậy. Như vậy đó là tình thương thế gian đó, đó quý vị. Nên tại sao có những người cha người mẹ khi con đối xử tệ bạc, họ tức tối, họ bực bội, họ sân si, nhưng con chỉ cần lỡ vuốt ve nói vài ba câu là tức khắc cái tâm đó của cha mẹ rơ rụng. Quý vị làm cha làm mẹ bị cảm nhận được điều này mà. Đau lòng nhất là thấy con mình thua sút người khác. Thích nhất mà con mình mặc bộ đồ cũ kỹ, con người ta quần này áo nọ. Thà bản thân của mình đồ cũ kỹ không nghĩ đến mình, nhưng mong sao cho con mình có một bộ đồ mới trong dịp Tết, trong dịp đi cắm trại với trường học đồ mà con mình thua sút người ta, trong lòng cha mẹ thấy buồn. Nên quý vị biết rằng là nó chưa sanh con chưa hiểu lòng cha mẹ mà. Có một cái cô này, cổ có ba đứa con gái, mà ba đứa con gái có chồng lúc nào mà bị chồng chửi là nó chạy về trong gia đình con thằng con trai nói gì không, mẹ cứ vậy hoài à, mấy chị có chồng rồi thì kệ mấy chị đi, mấy bà cái gì thì mấy bà tự lo đi, cự lộn cái bà chạy về nhà. Người mẹ nói một câu, con à, ngày xưa khi mẹ có chồng, mẹ cũng gì đụng chạm với bên chồng, mẹ về bà ngoại con la mẹ lắm, đuổi mẹ đi về nhà bên chồng mày đi. Lúc đó mẹ đi lại nhà hàng xóm mẹ ở nhờ, mẹ buồn ghê, mẹ không biết đi về đâu. Trong lòng của mẹ bây giờ nghĩ gì, các chị của con nó khi gặp sự việc gì mình không vớt nó cho nó ở, nó biết đi tìm ai bây giờ. Mày thấy không, cái tấm lòng người cha người mẹ chứ không phải là bậc đại giác ngộ giải thoát đó, mà còn gì, không chỉ là chư Phật Bồ Tát, mình như con của các ngài, dù mình có là kẻ cùng tử có sai quấy cỡ nào, chỉ cần các mình muốn quay về bên cạnh của Phật thì Phật không bao giờ bỏ mình. Cha mẹ mình chứ không phải là bậc đại giác ngộ mà mình có sai quấy gì, chỉ cần mình quay lại xin lỗi cha mẹ là cha mẹ tức khắc tha thứ cho mình liền. Không chỉ là Phật Bồ Tát, các ngài luôn luôn dang rộng vòng tay ra để đón chờ chúng ta. Nhất là pháp môn niệm Phật này, có người mình có sai quấy cỡ nào, mình chỉ cần quay về niệm Phật thì Đức Phật sẽ cứu giúp chúng ta thôi. Yên tâm đi. Nên cứ cả đời tin Phật, tin Phật, tin Phật. Con có như thế nào con cũng tin Phật. Con tin Phật không có bỏ con. Trong lòng mình đặt cái tâm này, bản thân mình sẽ có một điểm nương tựa bình an của nội tâm lắm quý vị à. Nên tất cả chúng ta đều mỗi người có một cái nghiệp khác nhau, dù gặp sự cố gì cũng đừng nên buồn chán nha quý vị, nghe không, đừng có nên buồn chán. Buồn chán là thiệt thòi, buồn chán là bế tắc là ngu si, suy nghĩ quẩn, suy nghĩ những điều không tích cực. Nên chúng ta mỗi ngày tu xong mình nhắc nhở nhau một chút gì nè, thế giới cực lạc mà còn thuyết pháp thường xuyên, dùng phương tiện gió thổi thuyết pháp, cây động thuyết pháp, chim hót thuyết pháp. Thế giới cực lạc mà còn phô diễn pháp âm như vậy, mình nếu mỗi ngày mà không được nhắc nhở xác thực, mình giải đãi liền. Giải đãi liền đó quý vị, thấy không? Quý vị thấy không, bây giờ nói mà thâm trầm gì nè, mà có khi buổi sáng gì mình nghe là một chút là nhiều nhiều cặp mắt đó bị mơ. Ngộ chưa? Quý vị thấy rõ ràng không? Cái cõi là cái cõi động quý vị ơi. Chỉ cần tịnh một chút thôi là mình mơ. Tuy lỗ tai nghe nhưng mắt ngủ là nhĩ căn cũng đóng luôn. Vì công nhận quý vị. Nó lục căn mới kết hợp. Quý vị thấy có khi mà mình ngồi nghe gì mà chân đau quá nó cũng ảnh hưởng nhĩ căn. Mà mắt nhắm thì nhĩ căn cũng đóng. Thấy không? Nên từ nơi đó gắng cố gắng lên quý vị. Đừng có giải đãi. Mình có cơ hội có một cái người khùng quá trợn mà ngày nào cũng tu với mình gì là quý lắm rồi. Kiếm ở đâu ra nữa quý vị, bây giờ ở đâu quý vị tìm đi, đúng không? Có ai mà đem cái pháp tới nhà cho quý vị tu mà tu chúng quý vị không? Quý vị thấy không,
Giờ trong nước ngoài nước mày đi tìm đi, chứ khùng quá trợn cái những đức thôi, là cái chuyện lạ kỳ. Nha, lúc ở trong chùa thì cũng 3.000 lại cũng bị người ta chửi khùng quá trợn, lại chứ lại cho mày chết lấy chưa, lại giết mà ra khỏi chùa luôn. Ra khỏi chùa tiếp tục nữa, làm chuyện trên trời dưới đất kỳ cục quý vị thấy chưa. Mình khó tìm khùng quá trợn này lắm nghe quý vị, nó khùng khùng điên điên gì đấy mà nó nhiệt tình với quý vị, đồng hành với quý vị, chớ có phản bội. Vì thấy rõ ràng không, vì thấy chữ đức rõ ràng chưa, vì thấy từ xưa giờ quý vị có thấy như đức mà nói câu phản bội ai không? Không có à, như đức chỉ có nhiệt tình vui vẻ vậy thôi, có ăn thì cho ăn hết lòng, cười thì cười hết lòng, nói chuyện thì nhiệt tình, giỏi lắm bị ta chửi thôi chứ không bỏ ai. Nhưng vì thấy có bao giờ hồi đó vì nghe nói những đức phản bội ai không? Không có, chưa từng thấy đúng không? Không có đâu, nó phản bội ai đâu, phản bội làm gì, sống trong cuộc đời này gặp nhau mừng quá trời còn phản bội gì nữa, thấy không? Nên sống sao bằng cả tấm lòng, sống thẳng đáy lòng mình đi, đừng có diện cái lý do gì chứ, thấy không? Nên từ nơi đó con người mình mà sống chân thật thì mình cũng gặp người chân thật à. Nên bây giờ cái đạo tràng chúng ta bị thấy không, dù là mình ngồi kế bên mình nhìn thấy nhau gì nè, nhưng mà không biết mình ở phương trời nào. Đúng không? Đạo tràng này hay gây tuy gần mà xa, thì xa mà gần, thấy chưa? Không? Nên mỗi một con người mà đang ngồi đang gì cảm giác đặc biệt. Bây giờ này một số người đã bước ra chạy nấu cơm, chạy đi lo gia đình, chút mới được nghe lại buổi này. Bởi vì đang ngồi trực tiếp mà nghe gì nè, nó không đơn giản. Mà tu xong đứng lên chạy đi lo việc liền, cái tần số nó bị lạc đi, bớt đi, không giản đâu. Nỗ lực lên quý vị, để về mà cực lạc mới được, không? Đời để phải về cực lạc mới được. Mà chẳng lâm diêu là liên phúc quyết chí, vợ chồng nắm tay nhau về cực lạc, không? Đó. Còn ai không nắm tay mình về cực lạc thì tôi nắm. À, cái đạo tràng trên không trung của chúng ta, à, đây là một cái đạo tràng năng lượng đầy đủ nha quý vị. Ai buồn phiền gì bước vô đạo tràng này, cái thấy những người trong đạo tràng này là họ cũng chia bớt năng lượng cho quý vị. Giống như giờ mình buồn mình gần nhiều người vui, mình từ từ mình cũng vui theo. Mà mình vui mà mình không niệm Phật, mà mình gần nhiều người buồn giết mình cũng buồn luôn. Thế vậy, nên đây là đạo tràng mà gọi là đạo tràng năng lượng đầy đủ nè. Thấy không? Khỏi cần phải đi chỗ nào chơi gì nhiều gì. Mà vô đây là thấy cười, vô đây là thấy mấy cô cười vui vẻ. Mà nụ cười còn 10 tháng thuốc bổ, mà vô đây là bổ nhất rồi đó. Bổ nhất luôn. Cái năng lượng của cái từ trường mà nguyên một cái đạo tràng mấy ngàn người này mà cùng tu mà khắp nơi nơi trong nước ngoài nước, mà giống như chúng ta tập trung lại một cái tâm, đó là hướng về A Di Đà Phật. Nó phát ra một cái năng lượng dữ lắm quý vị ơi. Nên quý vị vô đây tu là giống như bây giờ là giống như mình tu ghiền á. Nó thật sự như những đứa bây giờ giống như tu ghiền quý vị. Tu thèm chứ không phải là tu ngán. Ngán là chắc chắn quý vị là không tu. Nên tu thèm. Giống như một món ăn nào mà thèm thì ăn hoài được. Chứ ngán là ăn không được. Nên đây là đạo tràng năng lượng đầy đủ. Ai mà không muốn tích năng lượng quý vị. Giống như bóng đèn mà thiếu điện sao sáng đây. Không? Nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta cần phải có một cái nguồn năng lượng thiện nhất, mà thiện nhất đó là A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật là một cái nguồn năng lượng đặc biệt nhất để chúng ta tích tụ được cho chính mình. Mấy vị biết rằng là cái sự an lạc của nội tâm mình lớn đến mức mà người ta gặp mình là người ta cảm giác có niềm vui. Nhớ kỹ nghe, cái này quan trọng lắm á. Nó có nghĩa là cái năng lượng mình đầy và cái sự an lạc của mình mạnh đến mức mà người ta gặp mình là người ta cảm thấy có niềm vui.
Và có những người, người ta gặp cái người có đầy đủ năng lượng, có niềm vui, giải thoát, là tự nhiên người ta cảm thấy nhẹ lòng liền. Quý vị để ý đi, khi vị nói chuyện với cái người mà nặng nề vào cái ngũ dục lục trần này, vị sẽ cảm giác như thế nào? Cái cảm giác của quý vị đang bị bế tắc, bị ảnh hưởng. Khi vị nói chuyện với cái người so đo tính toán, vị nói chuyện với những con người mà họ có nhiều thủ đoạn, nhiều sự tính toán, trước mặt thì nói chuyện với mình vui cười, nhưng sau lưng thì lấy kim chích mình. Thì quý vị cảm giác cái này nó hao năng lượng kinh khủng luôn quý vị. Quý vị gần con người đó thì cứ như là xong luôn, bị sạch năng lượng luôn. Tại vì sao? Vì quý vị bị ảnh hưởng và bị lo sợ. Từ ảnh hưởng lo sợ đó, từ ảnh hưởng lo sợ đó nó làm cho bị mất năng lượng, hao năng lượng. Đó. Nên mình gần được người bình an á, thì tâm mình cũng bình an. Nên quý vị coi danh hiệu Đức Phật A Di Đà, mình niệm giết mà cái tâm mình bình an. Nên những đứa nói đây là một cái đạo tràng tích năng lượng thù thắng nhất. Cái đạo tràng này giảm tối đa cái chuyện hơn thua đấu đá, phải không? Vì ngồi suy nghĩ có đúng chưa? Cái đạo tràng này không có danh lợi nằm bên trong, vì mỗi người là một đạo tràng của mình, chứ không phải đạo tràng của những đức. Thấy không? Những đức chỉ là tổng đài chính, quý vị là người, những thành viên chúng ta cùng kết hợp lại, mỗi người đều có quyền sở hữu của cá nhân quý vị. Quý vị không bị bắt buộc, không có quy tắc gì đến với quý vị. Tại vì sao? Vì đây là cái việc của chính gia đình quý vị mà, chính bản thân quý vị mà. Đó, nhưng đức chỉ đưa lên thời gian như vậy thôi. Chúng ta vô đúng giờ giấc thì chúng ta tu, còn ai vô không đúng giờ giấc thì tu trễ vậy thôi. Đó. Nên từ nơi đó mà cái đạo tràng này rất đặc biệt. Và cái đạo tràng này đỡ tối đa cho các cô gặp nhau nhiều chuyện. Đúng không? Mà suy nghĩ là đúng chưa? Các cô nhớ hồi đó mà gặp nhau chưa? Cũng vui đó. Nhưng mà nhiều chuyện. Rồi vui thân bạn bè nhóm nhau, rồi vài bữa chở mặt nhau cái chơi nhóm khác, vài bữa chở mặt nhau chơi nhóm khác. Nên hồi đó những đức nói chuyện bị nhớ không? Quý vị nói sao thầy cứ nói gì hoài thấy buồn ghê. Những đức nói mấy bà bây giờ mấy bà quý, mấy bà đụng được ngón tay thôi. Nó thật lòng 100% nghe. Có những người hồi đó mà họ đụng được ngón tay những đức, họ nắm được cái tay những đức thôi, họ đi phe sùm. Quý vị nghĩ họ quý những đức cỡ nào cho quý vị? Nó giống như họ mà quý mến những đức đến mức không tưởng tượng được luôn đó. Mà bây giờ có những người đó họ coi những đức như cọng rác dưới chân họ, mà họ không muốn dặm luôn đó. Quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Thì quý vị biết rằng là cái cuộc đời này thương đến mức cực điểm thì ghét đến cực điểm, như đức đã từng nói hết trơn rồi, đúng không? Quý vị đâu tin đâu. Nên làm gì có cái chuyện đó, nó có đó, thấy chưa? Những gì như đức nói rõ ràng, quý vị nghe kỹ là những bài cũ đi, phải có như đức nói rõ ràng không? Bây giờ có hết trơn rồi đó. Nó nên từ nơi đó, thấy không? Rất rõ ràng mà. Nên á, và tất cả các vị ngồi đây, vị để ý rõ ràng không? Mình có khi đi đến đạo tràng gặp bạn đồng tu thân vô cùng, vừa gặp nhau kết nói chuyện rất là thân, nhưng mà thời gian cái tự nhiên cái gì đó, cái tự nhiên cái chia tay nhau, cái chơi với người khác, cái nói xấu người này, cái con nhỏ kia nó gặp nhỏ này thân quá, nó nói quá trời nói, cái vài bữa nhỏ này với nhỏ này nghịch nhau, cái nó chơi nhỏ kia nói nhỏ này, quý vị đi một vòng vậy có nghĩa là đi đến chết xong chúng ta đi đọa luôn. Dù là cũng sách vở đi tu đó, nhưng cuối cùng đi đọa. Tại vì sao? Mình mỗi ngày là mình xài sạch phước duyên của mình hết rồi. Nên chúng ta bây giờ kinh nghiệm, may mắn thay bây giờ mình được có cơ hội này. Nếu như cái đà mà cứ như vậy cho đến khi 60 tuổi là cái như ve. Yeah. Ve yeah, cái gì? Ve yeah là lui á quý vị. Không có tiếng gì cực lạc mà nó lui á. Nên quý vị mà gặp nhau mà chào nhau vỗ tay mà đừng có ve yeah nha. Mình ai với Đà Phật, ai với Đà Phật là đúng. Phát tivi tiệc đó đừng có ve yeah. Ve yeah là bắt với bà cụ ve yeah đó. Tu không tiếng mà lui á, hiểu chưa?
Nên gặp nhau không có dê, mà gặp nhau là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ý là tiến lên về thế giới cực lạc, chứ đừng có dê là nó lui đó quý vị. Phải dê là lui không? Nên từ nơi đó nghe, nhớ chỗ này. Nên quý vị, mình đã trải qua thời gian rồi, giờ mình kinh nghiệm rồi. Thôi quý vị, hãy kinh nghiệm nè, thà bạn ít mà bạn cực lạc còn hơn bạn nhiều mà bạn cực khổ. Đúng quý vị, đúng không? Lúc trước bạn nhiều quá trời nhiều nhưng mà bạn cực khổ, bạn gì đó không à. Bây giờ bạn ít nhưng bạn cực lạc. Hồi xưa Như Đức ngoài đời, Như Đức từng kể rằng bạn nhậu Như Đức đông lắm. Lúc mà có tiền thì hiền, bạn là bạn hiền, bạn là số 1, bạn rất chịu chơi. Xong mình chơi sạch túi, mình chạy xe cuối cùng mình té chặt cái chân, mắt tiêu hết trơn quý vị. Không có thằng bạn nào đặc biệt là tìm mình chân tật. Nó đúng là ghê thiệt. Lúc mình có tiền mình đãi nó nói mình là thằng bạn chịu chơi. Nó nói mình chịu chơi, cuối cùng mình hứng quá mình chơi sạch nhất tiền. Cuối cùng nó chơi không mất tiền hết trơn luôn. Nó quý vị thấy chưa? Trả một cái giá mắc tiền nhưng cho thấy được lòng người. Cuộc đời con người nó phải trải nghiệm như vậy để chúng ta biết được cuộc sống nhân sinh này như thế nào. Nên chúng ta đã từng có câu nói rằng bạn và thù là ai? Là ta. Quyết định bạn là bạn, còn quyết định thù là thù. Bạn muốn về cực lạc là bạn, còn bạn muốn đi xuống với cực khổ thì là thù. Hiểu không? Bạn muốn về cực lạc thì là bạn, bạn muốn xuống cực khổ là thù vậy thôi. Nó bây giờ quý vị coi, đừng có nói đâu xa lạ, bạn bè bèo nước gặp nhau, cả là duyên nợ giữa vợ chồng đây mà có khi còn trở mặt nhau kìa. Có khi vợ chồng sống với nhau mà còn không tin nhau, mỗi người lập cái số tài khoản riêng, rồi mỗi người bỏ tiền vô đó, lỡ có chia tay thì còn có tiền cầm đi. Quý vị thấy ghê chưa? Chứ đừng nói chi là cái chuyện của bèo nước gặp nhau quý vị. Ô là quý vị. Hiểu không? Nó nên bây giờ á, mình kinh nghiệm đi. Những đức trải qua hết kinh nghiệm thì biết rằng là cái cuộc đời này, cái cõi này mà nói rằng là chung thủy thì khó tìm lắm bạn ơi. Hòa Thượng Đức Công mà giảng cái cõi này là hư tình giả ý. Đúng rồi, Phật nói là ngũ trược ác thế. Nên cái cõi này nếu mình mà mình không hư tình giả ý thì sao mình sanh về cõi này? Nên cái cõi này thương đó, hận đó, thương đó, ghét đó, bằng mặt đó, sau lưng lấy kim chọt đó, có không? Nó nên trong cuộc đời này quý vị nhớ kỹ, dù là mình khuyên người cảm ơn nhưng khó có người cảm ơn lắm quý vị ơi. Hiểu chưa? Chỉ thuận lòng họ, cho họ cái lợi ích thì là cảm ơn. Chỉ cần rút lại lợi ích, không thuận lòng với họ là thù chứ không ơn nữa. Nên chúng ta muốn về cực lạc á thì chúng ta phải là bạn và không có thấy mình thiệt thòi thì mình mới về cực lạc. Nhớ nghe quý vị. Đó, nên Hòa Thượng không ngày giảng một câu, ngày nói một câu vậy nè. Bạn đừng nghĩ ngày mai bạn còn sống, ngày mốt bạn còn sống, bạn còn tính nhiều việc trong cuộc đời này mà bạn nghĩ giờ khắc này ta sắp chết rồi thì không có cái ngày mai nữa. Vậy thì giờ này gần chết rồi bạn phải làm sao? Bạn phải niệm Phật. Còn có nhiều người niệm Phật của chúng ta là tính ngày mai, ngày mốt, bữa kia, bữa kìa, bữa kìa. Tính chè ngô, tính vài chục năm sau nữa. Quý vị khi biết cái tính đó của mình, coi chừng mình chưa chắc được về Tây Ninh nữa, chứ đừng nói về Tây Phương. Quý vị biết quá chèn là nhiều thứ mà làm sao về cực lạc được quý vị. Nó bỏ một màn lưới ở trong tâm của mình rối bờ hết trơn, làm sao mình tỉnh táo mình niệm Phật mà sanh cực lạc đây. Rồi quý vị chờ xem cuối cuộc đời khai thị cho quý vị. Cuối cuộc đời khai thị cho quý vị. Bây giờ chúng ta là người niệm Phật thí nghiệm, lâu lâu chúng ta vẫn có bệnh cảm sốt đúng không? Nói cho quý vị nghe, cảm sốt á, nhức đầu, nóng lạnh, sốt cao. Sự khổ đau của bệnh này chỉ có một phần ngàn của thân tứ đại đã rờ. Khi thân tứ đại đã rờ, đất thì sụp rầm 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 chứ ghê lắm. Nước thì tràn dưng không tưởng tượng được. Gió thì như bão tố cuồng phong. Lửa thì cháy cả tận hư không pháp giới. Ghê chưa? Cái cảm giác trong tâm thức á, của đất nước gió lửa mà rã rờ nó kinh như vậy đó.
Còn khi chúng ta cảm xúc chỉ có một phần ngàn của thân tứ đại đã rờ, mà quý vị biết cái lúc cảm xúc nhức đầu, nóng lạnh, ai là khai thị với vị nghe? Mấy người khai thị chúng ta nghe không? Quý vị thấy không? Có khi lỗ tai mình bị ù luôn đó quý vị. Khi cảm xúc nặng rồi tai ù luôn đó. Là và lúc đó câu Phật hiệu quý vị nghe không còn là câu Phật hiệu nữa. Đó là chỉ là mới có một phần ngàn của tứ đại rã rờ thôi mà chúng ta đã bị ảnh hưởng như vậy rồi đó. Vậy thì cái chuyện niệm Phật giảng sanh của chúng ta là từ đâu mà được thành công quý vị? Từ tính nguyện mà được thành công. Tính là tin vào bổ nguyện của Phật A Di Đà, nguyện là cầu sanh cực lạc. Hai điểm này nên Phật phóng quang. Quý vị dù cho ai có nói mình ba trợn khùng điên gì chăng nữa, mình cứ tin A Di Đà Phật đi, thì cái chuyện giảng sanh chúng ta là cơ hội rất là cao. Cái người mà niệm Phật mà không giảng sanh là do lòng tin có vấn đề đó quý vị à. Nó niệm Phật giảng sanh mà lòng tin có vấn đề đó. Nếu như quý vị là người thật sự niệm Phật cầu sanh cực lạc 100% với quý vị sẽ không bao giờ buông người này bắt người nọ tùm lum nữa, mà quý vị bắt ngay A Di Đà Phật. Nên như Đức nói quý vị, cả đời từ hôm nay bắt đầu từ giờ này, bắt đầu từ giờ này là phát cái nguyện, không có còn cái tâm gọi là đặt vào ai trong cuộc đời này. Mà dùng cái câu gì bữa đó như Đức nói nè ta, câu gì, cái câu gì mà giống như ngưỡng mộ gì đó, câu gì quên mất tiêu, thần tượng không có thần tượng cái trong cuộc đời này nữa, mà chỉ có cảm ơn để niệm Phật sanh cực lạc, chỉ có thần tượng A Di Đà Phật mà thôi. Ồ, cái lúc này nó dạt dào quý vị ơi, cái lúc này mà không kiềm chế là chắc bị chửi nữa quá. Khi mà Nhân Đức nói về bổ nguyện là Nhân Đức dạt dào quý vị, dạt dào quá nên mặt mày rồi răng nanh nó mọc lên, người ta chửi chết mồ luôn. Bây giờ phải cố gắng kìm cái cảm xúc này lại quý vị. Cảm xúc quá dạt dào, tính nguyện mà quá dạt dào, đoạn này à, đoạn này chịu hết nổi à. Để biết rằng là nhớ, nếu như quý vị mà đặt vào cái thần tượng là quý vị rất chắc. Vì thần tượng này thì quý vị sẽ hẳn vào thần tượng khác, thần tượng kia, thần tượng nổi, bị thần tượng tùm lum. Cuối cùng quý vị đặt A Di Đà Phật vào đâu? Nên tính nguyện vị có vấn đề để vì niệm Phật không giảng sanh. Niệm Phật không giảng sanh. Tại sao đứa con nít 5-6 tuổi mà niệm Phật giảng sanh? Sao bé liên tịnh mà niệm Phật giảng sanh thù thắng như vậy? Vì tâm nó thanh tịnh hoàn toàn chứ biết niệm A Di Đà Phật. Nó nói, nó hỏi Như Đức, thầy ơi, con khổ quá, làm sao con mới hết khổ? Như Đức nói, con phải về thế giới cực lạc con mới hết khổ. Làm sao con vừa thế giới cực lạc được? Những Đức nói với liên tịnh, con niệm A Di Đà Phật cho những Đức. Cứ niệm A Di Đà Phật cầu Phật tiếp dẫn. Từ đó về sau, cháu cứ như vậy mà niệm Phật, lòng tin trong sạch, không cần suy nghĩ gì hết, nên thành công. Còn bạn quá nhiều cái lý giải, bạn quá nhiều cái giải thích, quá nhiều cái lý giải. Tất cả những lý giải giải thích đó của chúng ta, nó chỉ là cái thế gian pháp thôi. Nó không phải đi vào bổ nguyện niệm Phật. Tính nguyện niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng cho người niệm Phật giảng sanh. Bạn phải tin Phật A Di Đà 100%. Dù cuộc đời của bạn có lên bờ xuống ruộng, có nhảy hầm nhảy hố, té sông té biển đi chăng nữa, bạn cũng phải tin A Di Đà Phật. Thấy không? Gặp người chồng mà nó quýnh bạch 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 đi chăng nữa, mình cũng tin A Di Đà Phật cho tới cùng luôn. Có cái bà này bà nói, công nhận tu ở nhà hay thấy ghê thầy. Lúc trước chồng con, ổng kênh con, ổng không có thích con tu. Vậy mà thời điểm này, ổng lại ổng hỏi sao đi chùa nữa. Bà nói giờ ở nhà có cách tu rồi, tôi ở nhà tôi tu. Vậy hả? Ừ, tốt quá ha. Xong cái bà nhà bà niệm Phật, bà lễ Phật quý vị. Cái có lần bà ngồi với ổng, bà nói ông sao ông niệm Phật? Nói ủa, tôi niệm Phật tôi nói với bà nghe sao? Cái co là ông bị bệnh gì đó, ông nói bữa nay tao niệm Phật cho mà thấy. Bắt đầu ông niệm lên câu Phật hiệu quý vị. Nó, bà nói công nhận đàn ông họ không tu thôi mà họ nhích cái là qua mặt mình. Tại vì sao? Bắt đầu cái phước duyên lạ lắm quý vị ơi, họ không tu vậy đó mà họ mà tu một cái là họ qua mặt, không phải giỡn đâu nghe. Họ buông nhiều thứ lắm. Còn mấy cô, mấy chị tu nhiều lắm, nhưng mà mấy chị có nhiều thứ lắm, dính mắt. Dính tùm lum tùm la, đúng không? Nó thấy người ta đẹp hơn mình cũng không vừa bụng, thấy người ta cao mình cũng không vừa bụng, thấy chồng người ta đẹp trai chồng mình cũng không thích.
thấy nhà ta bự nhà mình cũng ưa. Thấy chưa? Nên mấy chị rất là nhiều thứ phải cần cắt gọt nhiều lắm, đúng không? Nên mấy ông đàn ông người ta tu vậy nó nghe mà tao quan sát. Có khi mấy bà lễ vặn gì cho mấy ông đứng ở đâu cái hàng rào á, đứng đâu ngay cầu thang hoặc cái cửa sổ nhìn nhìn vậy đó. Nhưng mà mấy ông chỉ cần tu một cái thôi là ông tu ghê gớm lắm chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nói kiểu này có nhiều ông đang đứng ông ngay cửa sổ ông đúng. Ông nói đúng, tôi mà tu là tu dữ lắm. Thấy chưa? Nó nên thôi mấy chị mới biết được rằng là mình nghiệp chướng nặng nề. Mấy chị cố gắng ngày năm sáu thời lễ Phật nha. Không? Nó biết mình nghiệp chướng nặng nề thì phải cố gắng mà tu, siêng năng mà tu. Như những đức cũng vậy, nghiệp chướng rất là nặng nề. Phải cố gắng tu hành đó quý vị thấy chưa? Nó nên người thương thì cũng nhiều mà người ghét cũng bao la. Người tán thán cũng nhiều mà người đạp xuống chân cũng bạch bạch. Nếu mà không có câu Phật hiệu thì thôi cái như là dẹp lép luôn, tiêu luôn, hàm răng cũng không còn nữa, giờ nó chi hô. Quý vị biết là nhờ câu Phật hiệu đó quý vị. Nó bởi vì với niệm Phật là phải tín nguyện câu Phật hiệu cực kỳ cao. Nhớ giờ khắc này, thấy không? Tuyệt đối phát cái nguyện từ hôm nay tôi chỉ có thần tượng A Di Đà Phật. Dù cả thế giới này như thế nào tôi cũng chỉ thần tượng A Di Đà Phật mà thôi. Ai như thế nào mặc kệ. Nghe chưa? Nên cái thần tượng A Di Đà Phật. Thấy ai phi niệm Phật là tốt, ai phi niệm Phật là tốt, tôi chỉ có niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc, không chạy tới ai nữa hết. Họ muốn chạy đi đâu kệ họ, những việc gì giúp được ai thì giúp, không dính mắc ai hết, lo dụng công mà tu. Có chừng rớt. Nó đi nhiều coi chân rớt, hộ trì tùm lum rớt. Nó bố thí cúng dường làm quá trời luôn, đi theo hộ trì rớt, coi chừng rớt thiệt đấy bạn ơi. Nó bạn phải lo dụng công tu, bạn có làm từ thiện nhiều cỡ nào bạn cũng không vãng sanh hết á. Đó chỉ là cái phước hữu lậu thôi, bạn dụng công niệm Phật mới được. Việc đó không phải là bạn không làm, mà bạn đủ duyên thì bạn cứ làm. Nhưng mà bạn phải dụng công tu kia, không có thành công được. Nghe chưa? Thấy chưa? Nó thì thấy cái đạo tràng này quý vị thấy nó tuyệt vời chưa? Nó thấy không? Nó vợ chồng diệu thấm rồi thấy chưa? Trời ơi giờ đâu mà hạnh phúc vô cùng. Nó đây mấy cặp vợ chồng nó tệ đức rồi ha. Vợ chồng đồ đồng hành nó về cực lạc rồi dữ dằn quá. Nó nên cặp 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 thấy hạnh phúc vô cùng. Mấy đứa nhỏ cháu gì tư mấy đứa này ngoan, niệm Phật rồi siêng năng lắm nghe. Nó nhiều đứa nhỏ rồi nít đồ linh đồ quá giỏi. Nên cái đạo tràng là cái đạo tràng đặc biệt, mà cái đạo tràng gọi là phàm thánh đồng cư độ. Tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu đầy đủ gom thâu vô đây. Đây là đạo tràng năng lượng thù thắng nhất. Nên ai buồn phiền gì bước vô đạo tràng này hết buồn. Cái mặt ai trầm dầm vô ổ bước vô đạo tràng này cừ he he. Cừ suốt luôn. Tại vì cái đạo tràng này đặc biệt gì đó quý vị. Thấy không? Cười lên đi cho đời hết khổ. Quý vị mà cười giết rồi nhổ buồn văng mất tiêu. Nên ung thư bệnh đau gì đừng sợ, có câu Phật hiệu đừng lo. Nhớ nghe quý vị, nó có câu Phật hiệu là sẽ có tất cả. Niệm Phật đi, đừng có bỏ câu Phật hiệu vị ô. Thấy không? Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.